Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ tích hợp đèn ngủ của Nhật Bản. Đây là chiếc đồng hồ có phong cách châu Âu, được sản xuất dành cho thị trường Nhật Bản. Tên của nó là Touch Sensor Light, tức là nó sẽ bật tắt bằng cái cảm ứng chạm vào đây này. Do là dành cho thị trường Nhật Bản, nhưng mà thấy là cái thông tin toàn là tiếng Nhật thôi. Đóng gói chúng ta sẽ có chiếc đèn ngủ, kim đồng hồ, kèm theo là giấy tờ hướng dẫn sử dụng. Đây là giấy tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm, tất cả đều bằng tiếng Nhật. Rồi phiếu mua hàng, hướng dẫn sử dụng an toàn về điện này. Người Nhật người ta rất là cẩn thận. Và quan trọng nhất là chiếc đồng hồ kiêm đèn ngủ của chúng ta đây, có thể làm đèn ngủ hoặc đèn bàn đều được. Tên của nó là Energen. Chính xác hơn thì đây là một chiếc đồng hồ kiêm đèn ngủ có thiết kế phong cách châu Âu. Các cái khung này thì được mạ vàng này, còn các cái miếng này là miếng mica. Còn thân thì bằng nhựa. Ở mặt dưới chúng ta sẽ thấy có cái chiếc đồng hồ tên là Elegant Paris. Thiết kế phong cách cổ điển của châu Âu. Mặt dưới chúng ta sẽ có thông tin về sản phẩm. Điện thế sử dụng là điện thế AC 100V, công suất của đèn là 40W. Đây là jack cắm điện theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Còn đồng hồ thì sẽ sử dụng pin nhé. Đồng hồ này các bạn có thể tháo để thay pin được này, bằng cách là vặn ngược chiều kim đồng hồ, rút được toàn bộ cái mặt đồng hồ. Và phía sau này các bạn sẽ quan sát được cái đồng hồ này sử dụng máy của hãng Frame, sản xuất tại Nhật Bản và sử dụng một viên pin tiểu kích cỡ 2 chữ A. Các bạn chỉ phải gắn pin đấy thôi là đồng hồ sẽ chạy. Các bạn thấy đồng hồ đã chạy này. Và để chỉnh đồng hồ nó sẽ xoay cái núm phía sau. Ví dụ bây giờ là 10 giờ 24 phút thì các bạn xoay vào kim giờ chỉ 10 giờ và kim phút chỉ vào 24 phút. Và mặt đồng hồ khá là đẹp. Chúng ta thấy có in các cọc số mạ vàng. Ở phần dưới có chữ Energen Paris. Sau khi lắp pin thì các bạn sẽ gắn trở lại cái thân đèn và xoay thuận chiều kim đồng hồ. Vậy là đồng hồ đã lắp pin và chỉnh thành công. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện để thử. Và sau khi cắm điện, các bạn có thể bật tắt cái đèn này khá đơn giản bằng cách là chạm vào cái khung của đèn thôi. Đây là khung kim loại này. Chúng ta chỉ cần chạm bất kỳ vào đâu cái khung này thì nó sẽ bật đèn. Ngoài ra chúng ta sẽ điều chỉnh được cái độ sáng bằng cách là chạm tiếp này. Có tất cả 3 độ sáng này. Đây là bật này, sáng nhất này, giảm độ sáng này, tối này và tắt. Bạn chạm vào đâu cũng thế. Rất là hiện đại. Và đây là một chiếc đèn ngủ tích hợp đồng hồ. Mặt dưới này là đồng hồ, còn phần trên này là đèn ngủ, rất là đẹp. Với kích thước, bạn thấy cái đèn này cao khoảng 33 cm, còn đường kính của nó là khoảng 25 cm. Còn mặt đồng hồ đường kính khoảng 9 cm, có kính lồi. Để có thêm thông tin về các loại đồng hồ khác nhau, các bạn đừng quên subscribe kênh Đồng Hồ TV. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.